Dạ vâng, em xin chào quý vị đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Đấy, tiếp tục em lên cho các bác một cái cặp chung nữa này. Đấy, bởi vì em lên mấy cặp trước thì gần như các bác đặt hết rồi. Đấy, em test hàng thì các bác biết rồi đúng không ạ? Hôm nay bảo là quay có bán được đâu mà cứ bảo là test lên rồi đúng không ạ? Đấy thì em test cụ thể rõ ràng các bác xem đúng không ạ? Mấy cặp chung Sony rồi cặp test Sony lại quay cái các bác chốt ngay rất nhanh. Thế này em lên tiếp cho các bác một cái cặp nữa này. Cặp này thì của dòng Kenwood nhá. Đấy, Kenwood này. Dòng chung đấy và từ kép đây, từ kép. Con này thì sản xuất tại nước thứ hai nhá. Đây. Đấy, nhiều bác thì cứ thắc mắc bảo ô sao hàng Nhật mãi mà toàn sản xuất tại nước thứ hai. Cái này thì em xin thưa với các bác là nó không quan trọng lắm bởi vì là chủ yếu mình chú trọng đến phần chất âm thôi nhá. Và các bác biết rồi đúng không ạ? Cái hãng Samsung ấy thì của Hàn Quốc đúng không ạ? Nhưng mà họ đặt nhà máy tại Việt Nam hoặc là Oppo cũng vậy thôi. Người ta đặt nhà máy tại China thì khi sản xuất đi thì cái pin nó cũng ghi là China đấy. Và các bạn biết rồi, đại đa số phần lớn thì các cái thiết bị điện tử thì đều sản xuất tại nước thứ hai hết, đó là China nhá. Bởi vì đấy là bên công xưởng của thế giới rồi. Thế nên mấy cái này nó rất là bình thường, chả quan ngại, chủ yếu là cái chất âm của mình nên ok là tuyệt vời là được đúng không ạ? Đấy. Thì hôm nay em lên cho các bác đây là một cái cặp chung của dòng Kenwood để về các bác có thể là đầu nối vào những cái con loa của mình ở nhà để mình có thể ghép thêm vào hoặc là chế cháo như nào đấy cho nó tiếng nó sẽ hay hơn. Đấy. Thì đây, ở đây có một cặp Kenwood rất là tuyệt vời và em lấy đại một cái mã ở trên này để các bác có thể là chốt cho nó nhanh nhá. Con này thì có mã là Kenwood T10 nhá, Kenwood T10. Đấy, cho bác là nhanh tay alo ngay cho Nguyên Vũ lúc này. Giá cặp này nhá, thông thường thì giá của nó sẽ dao động khoảng 500 đến 600 nghìn. Đấy, nhưng tuy nhiên nhá, tuy nhiên trong ngày hôm nay nhá. Đấy, cái cặp này thì nó cái gân này dòng gân vải. Đấy, cái video trước thì em hướng dẫn các bác rồi đúng không ạ? Thì các bác chỉ cần dùng các cái mềm mềm thôi nhưng mà nhớ nhẹ tay cho em nhá. Hàng hoa mà thì có đây này. Các cái viền bên trong này, đây này. Đấy, các bác đưa vào, nhưng em đưa móng tay nhá, đây này. Em đưa nhẹ nhẹ thôi nhá, đây. Đấy, em hơi le le một tí thì nó phồng lên. Đấy, thì nó sẽ lại đẹp ngay. Còn tuy nhiên thì để nhà thì em có test thử rồi thì chất lượng âm thanh nên vẫn ok, không có bị ảnh hưởng cũng không bị có phôi pha gì cả nhá. Thì đấy là cái dòng gân vải nó là như vậy. Mình thích đẹp thì mình có thể chỉnh sửa lại cho một tí thì nó đẹp. Thì chỗ nào nó cũng lượt lượt như chỗ này này. Đấy, thì nó rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, thì còn về cái phần kích thước thì đây em sẽ đo luôn này để cho bác là tiện cho cái việc là lắp vào cái vỏ loa mình nhá. Này. Ví dụ con này kích thước của nó này, chiều rộng đường kính này, đường kính của nó rơi vào là 12 nhá. 12, đấy. Còn nếu mà đo theo tâm chéo của ốc này thì nó rơi vào là 13.5. Đấy. Thì các bác cứ thử đo cái bắn cái loa của mình nhà nhá. Tức là em đang đo theo cái chiều nhá, chiều rộng của nó này, đấy 12 này. Còn cái đường tâm ốc của nó thì đây, đường chéo này thì nó rơi là 13.5. Đấy, thì là về cái phần kích thước. Thì về các bác cứ đo cái vỏ loa cho mình nhá. Đấy, vừa bạn hoặc là bác nào tự chế cái vỏ mới thì alo luôn cho em nhá. Dinh ngay cái cặp này về. Dòng từ kép này thì cái chất âm nó rất là hay, trung âm cực kỳ hay nhá. Đấy. Giá của nó nhá, thì em xả nhanh cho các bác này. Giá của nó này, cái này nó hơi hình thức nó hơi không được đẹp cho lắm thôi, em xả cho các bác nhanh 370 nhá. 370.000 cho cặp này. Đấy, thì bác làm mà chốt thì nhanh tay alo ngay cho Nguyên Vũ lúc này qua số điện thoại 0966 594 581 hoặc số điện thoại 0979 891 682. Thì đấy là một trong hai số thì các bác có thể là liên hệ đặt hàng. Đấy, thì bác là chốt thì để em test hàng và em gửi luôn nhá. Đấy, em test cho các bác đảm bảo là hai chiếc nên là ok. Vâng, em xin chào các bác nha và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo em nha.